Chiếc xe của cô gái này bị thủng lốp, đỗ ngay giữa đường, làm tắc nghẽn giao thông. Các bạn có thể đoán được là do cô ấy cố ý không? Có biết mục đích của cô ấy là gì không? Nguyên nhân chính cũng là vì muốn ngăn cản ông chú này. Ở đường phố chật hẹp mà đông đúc này, xe của cô gái đỗ ngay giữa đường. Ông chú bị chặn lại. Ông ta mất hết kiên nhẫn, yêu cầu cô gái nhanh chóng rời xe ra chỗ khác. Bởi vì vội vã rời đi, nên ông ta quyết định đi sang bên cạnh. Nhưng phía trước lại gặp phải chiếc xe phun nước. Theo bản năng, ông chú này lái tránh qua một bên, nhưng lại bị bắn nước lên người. Còn chưa trở tay kịp, thì một tấm biển hiệu rơi xuống, làm vỡ cửa kính xe. Không còn cách nào khác, ông chú đành xuống xe để lấy tấm biển hiệu ra. Một loạt các sự việc khiến ông chú vô cùng bực tức. Ông ta vừa chửi rủa vừa lấy tấm biển hiệu ra. Bỗng nhiên thủy tinh ở trên lầu vỡ ra, rơi ập xuống đầu người đàn ông này. Ông chú ngã xuống đất, máu dần dần chảy ra. Mọi người xung quanh nhanh chóng báo cảnh sát. Cảnh sát đã tới ngay sau đó, nhưng chiếc xe bị thủng xăm vẫn đứng đó làm cản trở giao thông. Vì để có đường cho xe cứu thương đi qua, cảnh sát đã giúp cô gái đẩy xe. Thời gian càng bị trì hoãn, tính mạng của ông chú cũng khó có thể giữ được. Không đợi được xe cứu thương đến, ông chú này đã chết. Mọi người có thể sẽ nghĩ đó là hàng loạt những sự việc ngoài ý muốn dẫn đến cái chết của ông chú này. Thực ra, đây là một kế hoạch đã được sắp đặt sẵn. Hãy cùng nhìn lại toàn bộ sự việc. Cô gái cố ý làm thủng lốp xe để cản trở giao thông, khiến ông chú lái xe vào bên đường. Lão bá làm phân tán sự chú ý của ông chú. Tấm biển hiệu thì bị tên béo cắt đứt. Người đàn ông nhìn thấy tất cả sự việc, chính là lão đại của bọn họ. Bốn người cùng phối hợp thành một đội giết người có kế hoạch. Nhiệm vụ hoàn thành, lão bá châm điếu thuốc rồi lên xe rời đi. Tên béo dùng bóng bay để che đi camera, thuận lợi lấy đi tiền ủy thác. Vụ làm ăn này kết thúc rồi đây. Kiểu làm ăn này không biết đã làm qua bao nhiêu lần, tất cả đều được dàn xếp một cách tỉ mỉ. Chỉ có lần này, lão bá đã vứt mẩu thuốc lá của mình ở hiện trường. Sợ bị cảnh sát phát hiện, ông ta muốn quay lại để nhặt. Cô gái nói rằng đã giúp ông ấy nhặt lên. Cả ba người đều nghĩ rằng sự việc đã được giải quyết, không cần thiết phải nói lại với lão đại. Nhưng họ không biết được rằng cô gái đã nói dối. Mẩu thuốc lá đã được lão đại nhặt lên. Lão đại đẩy cửa bước vào, chất vấn bọn họ. Thì ra, căn phòng này có thiết bị nghe lén. Anh ta liền nói với mọi người. Mọi người vì anh ta mà làm việc, thì anh ta cũng không muốn bọn họ xảy ra chuyện. Một khi đã làm sai chuyện gì, thì nhất định sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Để chứng minh được bản thân đã nhận ra sai lầm, lão bá liền thề rằng sẽ bỏ thuốc. Lão đại nhìn thì có vẻ đồng ý với lão bá, nhưng trong lòng anh ta không có bất cứ ai đáng để tin tưởng. Chỉ cần bảo vệ được an toàn của bản thân, thì bất kể cái gì cũng có thể hy sinh được. Nơi mềm mại nhất trong lòng của anh ta đã cho vợ của anh ta rồi. Nhưng đáng tiếc, vợ của anh ta đã bị giết ở trên xe, kể cả thi thể cũng bị thiêu cháy, chỉ còn lại một chiếc đồng hồ vỡ nát. Đó chính là đồ vật cuối cùng của vợ anh ta. Anh ta đối với thế giới này chỉ có sự nghi ngờ. Kể cả lúc về nhà, anh ta cũng phải đổi rất nhiều xe, tàu hỏa, xe buýt, taxi. Thậm chí trên cửa còn có một chiếc lá. Nếu chiếc lá vẫn ở nguyên chỗ cũ thì anh ta mới an tâm mở cửa vào nhà. Chiếc hộp ngày càng nhiều lá, sự hoài nghi của anh với thế giới này cũng ngày càng nhiều. Nhà của anh ta lạnh lẽo, thậm chí còn rất đơn giản. Trong két sắt lấp đầy tiền mặt, trong tưởng tượng của anh ta thì người vợ vẫn còn sống. Anh ta có thể dựa sát vào lòng của người vợ để cảm nhận một chút ấm áp còn lại của thế giới này. Rất nhanh, lại có một vụ làm ăn mới. Nhìn có vẻ là một người đàn ông yếu đuối vô hại. Anh ta muốn giết ai đây? Là kẻ thù hay là kẻ bắt nạt anh ta? Người đàn ông này chính là người con rất có hiếu của khu nhà gần đây. Không ngờ rằng anh ta lại tìm sát thủ để giết chính bố của mình. Lẽ nào hàng ngày sự hiếu thuận của anh ta chỉ là giả? Người đàn ông này là anh Hoàng, hàng ngày chăm sóc chu đáo cho người bố bị liệt của mình. Hàng xóm ai cũng biết, nhưng không thể tưởng tượng nổi anh ta lại đi thuê người giết chết bố mình. Bức tranh hai cha con tình cảm trước mặt không làm cảm động lão đại một chút nào. Trong mắt của anh ta chỉ có làm ăn, và công việc này phải được hoàn thành một cách thuận lợi. Bốn người liền bắt đầu phối hợp suy nghĩ về cách giết người hoàn hảo nhất. Hàng ngày anh Hoàng đều đưa bố mình đi dạo, thời gian và lộ trình đều rất cố định. Chỉ cần đợi một hôm trời mưa, sau đó thả diều lên, nghĩ cách để ông già đụng vào sợi dây này. Nhiệm vụ liền thành công mỹ mãn. Tất cả đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi trời mưa. Mấy ngày sau, không có mưa, nhưng lại có sự việc tương tự xảy ra. Hôm đó, tên béo nhìn thấy lão bá hút lại thuốc. Tên béo hỏi lão bá, ông ta nói cái gì mà cai thuốc? Lần này, tên béo liền nghi ngờ. Tên béo hỏi lão đại rằng hôm nay có tiến hành không? Lão đại đang suy nghĩ, thì bỗng trời mưa. Thời khắc mà bọn họ chờ đợi cuối cùng cũng đến. Lão đại không muốn đợi nữa. Sau nhiều lần xác định lão bá không có vấn đề gì, liền hành động. Cô gái thả dây diều cho vướng vào dây điện. Tên béo cũng đến nơi đã được sắp đặt từ trước. Lão bá đáng lẽ ra phải cầm bóng bay để che camera, bỗng nhiên có vấn đề. Ông ta quên mất bản thân phải làm gì. Vừa hay có dưới trận mưa như chút nước này, camera bị khuất tầm nhìn, căn bản không thể nhìn rõ. Tên béo đạp xe giả vờ đi ngang qua, và phải anh Hoàng. Anh ta loạng choạng, làm tuột mất xe lăn. Đường trơn, xe lăn cứ thế mất kiểm soát, đụng vào dây diều. Anh Hoàng dương mắt nhìn bố mình bị điện giật đến chết. Lão đại chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Lúc này, một chiếc xe bị mất tay lái lao đến. May mắn anh ta tránh được, nhưng tên béo lại trực tiếp đâm vào chiếc xe.
Vậy mà lão đại không một chút hoảng hốt, tiến về phía trước, cầm lấy điện thoại và ví tiền của tên béo. Tên béo hỏi có phải là sự cố không? Câu hỏi này khiến cho lão đại bất ngờ. Tên béo chết rồi. Lão đại gỡ tai nghe của tên béo, rời khỏi hiện trường. Có phải là sự cố không? Lão đại không tin. Người dùng một loạt những sự cố để cướp đi sinh mạng của người khác, lần đầu tiên lại gặp phải sự cố. Lão đại về nhà, nhìn thấy chiếc lá rơi xuống đất, quay người muốn rời đi, liền bị cảnh sát gọi lại. Tòa nhà này đã bị kẻ trộm đột nhập, tiền trong két sắt đã bị lấy hết sạch, nhưng lão đại không hề quan tâm. Chỉ cần chiếc đồng hồ vẫn còn, thì tất cả có mất cũng không có vấn đề gì. Lão đại tin rằng đây không phải là sự cố. Nhà đối với anh ta đã không còn an toàn nữa rồi. Anh ta lập tức rời đi. Để giữ an toàn cho bản thân, anh ta đã vứt chiếc SIM điện thoại đi, bắt đầu quan sát nhất cử nhất động của lão bá và cô gái. Lúc lão đại đang quan sát, vô tình nhìn thấy anh Hoàng đi vào một công ty bảo hiểm. Người tiếp đãi anh ta là lão Trần. Dưới sự quan sát của lão đại, anh Hoàng đưa ra một văn kiện, lúc đưa cho lão Trần bỗng rút lại, cẩn thận ôm chặt. Động tác kỳ lạ này đã làm lão đại chú ý. Anh ta nghi ngờ lão Trần chính là nguyên do của tất cả mọi việc, lập tức bí mật theo dõi lão Trần. Anh ta tìm lão bá thì phát hiện ra lão bá bây giờ đã là một người đần độn. Những việc vừa xảy ra, một lúc liền quên hết tất cả. Anh ta bám theo lão Trần về nhà, nhìn thấy bên dưới căn nhà có cho thuê nhà, anh không do dự liền thuê một căn. Việc đầu tiên chính là gọi đồ ăn bên ngoài, là gọi cho lão Trần. Người giao hàng nhấn chuông rất lâu, nhưng không có ai mở cửa. Anh ta xác định lão Trần không có ở nhà, liền đột nhập vào nhà, lắp rất nhiều máy nghe lén trong phòng, sau đó bắt đầu nghe lén. Anh ta phát hiện được gì không? Lão Trần có liên quan đến việc này hay không? Cô gái bị trụ nước cứu hỏa đập vào đầu chính là người đã hợp tác với lão đại trước đây. Cái chết của cô gái cũng chính là kế hoạch của lão đại, là từ hợp tác thành kẻ thù hay là lục đục nội bộ. Thì ra, nhóm của bọn họ đã được phân công công việc rõ ràng. Tiền thu được luôn là do tên béo phụ trách. Trừ tên béo ra, không ai biết người ủy thác là ai. Nhưng lão đại phát hiện cô gái lại đi nhận số tiền này, liền sinh ra nghi ngờ. Lão đại gọi điện thoại cho cô gái. Cô gái nói là do tên béo đã nói ra phương thức liên lạc. Lão đại không tin, bất kể cô gái có giải thích như thế nào, anh ta đều cảm thấy cô gái và lão Trần có ý hãm hại mình. Cô gái tức giận, sau đó cúp điện thoại. Lúc này, trụ nước cứu hỏa đột nhiên văng vào đầu cô, trúng ngay vào huyệt thái dương. Cô ta chết ngay tại chỗ. Lão đại rời khỏi bãi đỗ xe, bỗng một người rơi xuống lầu, rơi ngay ở trước mặt người đàn ông. Người này chính là anh Hoàng. Lão đại ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy bên trong cửa sổ là lão Trần. Mấy ngày tiếp theo, lão đại tiếp tục nghe lén lão Trần, nhưng vẫn không phát hiện ra gì cả. Cho đến khi anh ta nhận được cuộc gọi cầu cứu từ lão bá. Lúc anh ta đến nơi, lão bá đã bị rơi xuống từ tầng 2, máu lênh láng trên nền. Lão đại vẫn luôn nghĩ đến cuộc gọi của lão Trần. Trong điện thoại có nói, 60 tuổi, rơi từ trên tầng xuống, vừa đúng với trường hợp này của lão bá. Lần này, lão đại càng tin rằng lão Trần chính là chủ mưu. Quay về, cầm quyển sách mà anh ta đã ghi lại nội dung cuộc điện thoại tối qua, muốn phát hiện ra gì đó, mải miết tìm tòi. Cho đến khi chuông cửa nhà vang lên, người đến là lão Trần. Lão đại không dám mở cửa, đợi đến khi không còn bất kỳ âm thanh nào mới mở cửa sổ lên để xem. Lại thấy lão Trần và chủ nhà đang nói chuyện. Lúc này, tai nghe bỗng chuyển đến tạp âm, sau đó liền im lặng. Máy nghe lén mà anh ta đặt ở nhà lão Trần đã bị phát hiện. Một loạt sự việc này càng làm cho lão đại thêm lo sợ. Anh ta quyết định sẽ ra tay trước. Anh ta quyết định chọn đoạn đường đang thi công để ra tay. Vừa nhìn thấy lão Trần bước ra, lão đại liền chuẩn bị bám theo. Bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của lão bá. Lão bá nhớ lại tối hôm đó, là do ông đã thả bóng bay ra, vướng vào chiếc xe, dẫn đến chiếc xe bị mất kiểm soát, rơi xuống lầu là do tự mình uống quá nhiều thuốc. Tất cả những sự việc này đều là sự cố. Nhưng lão đại không tin. Anh ta một mực tin rằng tất cả là do lão Trần, liền chuẩn bị giết chết lão Trần. Kế hoạch của anh ta chính là chiếc camera phản chiếu ánh sáng, sau đó chiếu qua chỗ tài xế. Tài xế nhìn không rõ, liền đâm xe vào người lão Trần. Nhưng không ngờ rằng hôm đó lại có nhật thực toàn phần, đường phố trở nên tối tăm. Trong khoảnh khắc tối tăm ấy, lão đại cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh ta bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những sự việc, nhớ lại những lần mà anh ta bị coi thường. Anh ta đột nhiên hiểu ra là anh ta đã quá bướng bỉnh, ngoan cố, là do lỗi ở anh ta. Lúc này, nhật thực kết thúc. Sự việc đúng như ý của anh ta, camera bị phản chiếu ánh sáng. Anh ta liều mạng chạy, muốn đuổi theo tia sáng mà bản thân biết không thể đuổi theo được, muốn bù đắp lại tất cả những sai lầm của mình. Nhưng không kịp nữa rồi, vợ của lão Trần bị xe đâm chết. Lão đại đã từng trải qua nỗi đau mất vợ. Một lần nữa, lão Trần cảm nhận được tất cả. Sau khi dọn dẹp xong căn phòng, lão đại chuẩn bị rời khỏi nơi này thì bị lão Trần điên cuồng chặn lại. Trong tay lão Trần là con dao, dùng sức đâm vào người của lão đại. Bộ phim này được chiếu vào năm 2009 có tên Ám Sát, đạo diễn Trịnh Bảo Thụy với sự tham gia của Cổ Thiên Lạc và Nhậm Hiền Tề. Trong bộ phim, lão đại và đồng đội đã tạo ra những tình huống nhìn giống như một loạt những sự cố ngoài ý muốn nhằm giết người. Chính là vì bản thân rất giỏi lập kế hoạch cho các sự việc ngoài ý muốn, vì vậy anh ta không bao giờ tin được sẽ thật sự có việc ngoài ý muốn. Anh ta ngoan cố cho rằng tất cả những việc ngoài ý muốn là do con người làm ra. Đuổi theo một người căn bản không phải là chủ mưu của tất cả mọi chuyện.
Cũng chính loạn ngoan cố này cuối cùng đã đẩy anh ta xuống vực thẳm của cái chết. Anh Hoàng chết vì cắn dứt lương tâm sau khi giết cha mình và gian lận tiền bảo hiểm. Văn kiện mà anh ta không muốn đưa chính là tờ giấy chứng minh cái chết của cha mình. Còn lão Trần đến gõ cửa chỉ là vì trong nhà cần sửa chữa nên đến nhà hàng xóm để nói trước một tiếng. Máy nghe lén là do lúc sửa nhà bị phát hiện. Tất cả sự việc đều là ngoài ý muốn. Cái kết của băng nhóm này có thể gọi là luật nhân quả. Những người tạo ra sự cố để giết người, kết cục cũng bị chết bởi những sự cố đó. Dù có che giấu thế nào, ngụy trang hoàn hảo đến đâu, tội ác chính là tội ác. Ngay cả khi khoác lên mình một chiếc áo khoác, cũng không thể nào thoát khỏi sự phán xét của số phận.